Nhà đẹp Pleiku, tiên phong phát triển, vững bước thành công. Xin chào anh chị, hiện tại em đang đứng ở quốc lộ 25, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trước mặt anh chị là cái hướng chạy về Tuy Hòa Phú Yên, từ vị trí này chạy về Tuy Hòa Phú Yên là 150 cây số. Theo hướng ngược lại là đường về thị trấn Chư Sê, từ vị trí này chạy về trung tâm thị trấn là 10 cây số. Lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị nằm ở bên tay phải màn hình của anh chị và có chiều dài mặt tiền là 80m, chiều sâu là 60m nha anh chị. 60m là cái chiều dài đã trừ mốc lộ giới rồi anh chị. Thời gian tới thì quốc lộ 25 sẽ được đầu tư mở rộng nha anh chị. Quốc lộ 25 là cái đường giao thông rất là quan trọng của tỉnh Gia Lai cũng giống như là Kon Tum. Ở cái tuyến đường này định hướng sẽ phát triển để vận chuyển hàng hóa từ Gia Lai, Kon Tum đi xuống cái cảng Cam Ranh, Khánh Hòa nha anh chị. Lô đất của chúng ta thì rất là bằng phẳng anh chị. Chiều ngang của lô đất là 80m, chiều sâu là 60m. Nếu anh chị muốn mua khoảng 40m thì gia chủ vẫn giao dịch nha anh chị. Lô đất hiện tại thì đã có sổ hồng rồi anh chị và hình thức sử dụng là trồng cây lâu năm nha anh chị. Giá chuyển đổi từ đất nông nghiệp lên đất nhà ở khu vực này là từ 250.000 cho tới 300.000 trên 1m2 nha anh chị. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, muốn tìm hiểu thêm, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868 02 1102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.